Vâng, xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn. Hàng đẹp mới về, bốc ngay bốn em đẹp xuất sắc để lên sóng phục vụ các bác đây. Đây là một trong những mẫu lọc cực kỳ quen thuộc với cửa hàng Minh Audio Room Hà Nội trong những năm vừa qua. Nó không phải là mẫu lọc đẹp nhất của Hàn Quốc, bởi vì nó vẫn xếp sau mấy cái mẫu lọc là LG 7700 hoặc 8300 hoặc là Anam 6600. Nhưng nó cũng nằm trong top đầu của những mẫu lọc Hàn đẹp. Đẹp và hay, em nó sẽ có được điều đó. Và chất âm, tôi đã bán con này rất nhiều. Các bác có thể tham khảo rất nhiều video của cửa hàng tôi đăng những năm vừa qua. Hôm nay cửa hàng có được 4 con trong cái lô lọc Hàn mấy chục con về. Thì 4 con cùng loại đăng lên để anh em tham khảo. 4,2 triệu nhưng sẽ để giá 4 triệu đồng cho anh em chơi Tết. 4 triệu đồng, màu vàng chanh anh em nhé. Còn màu vàng đen, màu đen sẽ có giá từ 3,5 triệu đến 3,8 triệu tùy theo mẫu đẹp hay không đẹp. Hai đèn hai bên, lọc có hai đường tín hiệu vào, đó là đường lai và đường tép. Đèn nháy hai bên, màu vàng chanh, tầm 43,5 đến 44 cm bề ngang. Các bác có thể đến cửa hàng theo địa chỉ trên tấm biển này, hoặc là xa đặt cọc tiền cửa hàng sẽ gửi đi cho anh em. Bề cao nó phải tầm 12 cm, bề sâu nó tầm 25, hơn 20, 22 đến 25 cm. Tôi sẽ nói qua về các chức năng trên mẫu lọc này. 4 triệu đồng anh em nhé, giá bằng nhau. Nó có hai đường vào tín hiệu, anh em bấm vào đây, nó sẽ ra đường line và đường tape này, bấm vào đây để mình chuyển hệ âm thanh giống như trên âm ly mà. Và đây là nút vặn cao thấp của đèn nháy. Lọc có 6 chế độ của người dùng từ 1 đến 6 và 6 chế độ của máy. Đây, chuyển chế độ của người dùng và máy ở đây. Khi người sử dụng thì nó có tên là user. Còn bấm tiếp một cái nó hiện chữ preset là của máy. Của máy thì nó sẽ có 6 khung nhạc. Các bác đã máy nó lưu sẵn. Còn của người dùng là có 6 kiểu. User đây, từ 1 đến 6. Những cái nào nó gạch nằm ngang là chưa lưu nhạc, là mình vẫn chưa chỉnh. Ở đây mới chỉnh có một kiểu là kiểu số 1 thì khung nhạc nó như vậy. Còn nút này là nút vế trái vế phải, nhưng anh em hãy để luôn cả vế trái vế phải liền một lúc đi, bởi vì chẳng ai đi chỉnh loa trái khác đi loa phải đâu. Còn nút này là nút defit, có nghĩa là có lọc và không có lọc. Đó. Anh em có thể tham khảo thêm nhiều video trên mạng nhé. Còn đây là nút nhớ, nút này là nút nhớ này. Giả sử kiểu số 2 thanh nằm ngang này, tôi sẽ chỉnh cho anh em tham khảo này. Tôi sẽ chỉnh dài âm bass lên này. Khi mình để cả vế trái vế phải thì ấn một phát nó lên cả hai đèn hai bên. Ấn vào nút lưu, ấn vào số 2. Đó, đã chỉnh được rồi. Lúc nãy kiểu số 2 là nó nằm ngang, nhưng bây giờ nó nằm như này. Khi chưa chỉnh thay nằm ngang như này anh em nhé. Vâng, tiếp theo sẽ hướng dẫn thêm các nút khác. Nút này là chế độ flat, nó tương đương với chế độ là chưa có lọc. Còn này là đèn nháy, hai nút này là đèn nháy. Đĩa nó hết nhạc. Ở đây là cửa hàng đang test mẫu lọc thứ hai từ dưới lên. Tôi sẽ quay luôn mặt sau để các bạn nắm được nha. Mặt trước mặt sau đều xuất sắc, góc cạnh đẹp. Và là những mẫu lọc to thì nó sẽ dùng điện 220, kể cả lọc Nhật anh em vậy nha. Lọc Nhật chỉ có những mẫu lọc mặt phay nhôm thì nó mới điện 100 nội địa thôi. Còn đa phần vẫn là có hai cầu điện. Nó có hai đường vào, các bạn nhìn đây. Đường vào số 1 là đường line, đường xuất xuống âm ly lúc nào chỉ có một đường. Còn đường vào số 2 tép đây. Đó. Đây thông số kỹ thuật một con đây. Cái oát này anh em đừng quan tâm nha. Cái oát này kể cả có con 3W, con 7,5W nó cũng chả khác đấy gì con 20W đâu. Đấy là chia sẻ thật cho các bác. Nhiều người đi mua lọc hoặc mua đầu đĩa cứ hỏi oát bao nhiêu. Cái oát này nó là oát tiêu thụ điện. Cái lọc nó chỉ là cái bộ phận chỉnh âm sắc, chứ nó không phải là công suất để các bác to hay nhỏ. Trừ khi nó có cái volume ở trên, volume để vặn to nhỏ ở pre thì mình mới quan tâm đến công suất
Những cái đấy không quan trọng. Công suất thì mình có thể tham khảo trên ống ly. Đấy nhá, có con lọc in keo chỉ 7,5. Direct không dùng đến. Nút này là nút có lọc và không có lọc. Nó sẽ hiện chữ tiếng Anh mặc dù nó tiếng Hàn ở tiếng tiếng Anh ở bên trong là defeat tiếng Anh là không có tác dụng. Nút này là L và R, nghĩa là vế trái vế phải. Nhưng anh em hãy để cả hai vế liền lúc đi. Còn đây là các kiểu nhạc từ 1 đến 6. Nghĩa lọc điện tử nó sẽ có rất nhiều khung nhạc để các bác sử dụng. Lọc cần gạt thì chỉ có một kiểu, như cái này nó rất nhiều kiểu. Còn đây là chế độ chuyển, chế độ của người dùng và máy. Preset là của máy, nó lưu sẵn 6 kiểu khuôn nhạc. 6 cái khuôn này các bác cứ tưởng tượng nó là 6 cái những cái cần gạt lên xuống chỉnh dài âm. Còn để chế độ user là chế độ của người dùng. Nút này nút memory là nút nhớ. Nút này là nút flat là chế độ tương đương với chế độ chưa có lọc nhạc. Còn đây là hiện khuôn nhạc và đèn nháy. Nếu các bác muốn có cái đầu cần ở trên cái chặn ở đầu khuôn nhạc thì bấm cái nút này. Đó, đây nè. Muốn nó có thêm cái đầu ở trên cái nhấp nháy thì bấm nút đấy. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. 4 triệu đồng. Hàng bãi đẹp và tuyển chọn cho anh em. Giá tại cửa hàng.